để chèn một cái table vào lắc test á, thì đó là một công việc rất là phức tạp đối với những cái bảng rất là lớn. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái cách là đánh trong Excel và sau đó là import qua bên LaTeX. Vậy chúng ta sẽ có 3 bước. Bước đầu tiên là download cái file Excel LaTeX trong Dropbox đã ghi hướng dẫn phần dưới, và sau đó convert từ Excel qua, và sau đó là run. Bước đầu tiên á là vào file, chọn option, add in á, go to và run đường dẫn tới cái file đó. Thì có cái file ngay đây, double run mở, ok. Thì cái file Excel 2 LaTeX nằm đây và ok. Sau đó tắt đi cái file này và mở lại. Thì mình sẽ hiện ra cái thẻ add in ở đây có chữ là convert table to LaTeX. Thì đầu tiên quét cái bảng, sau đó convert nó sẽ ra được cái bảng này và lưu nó vào tên. Excel 2 LaTeX và Excel. Sau đó mở file LaTeX lên. Phần đầu là phần khai báo và sau đó là input cái file này vô và view nó ra.